Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Hồng, hiện tôi đang là luật sư tại Hải Phòng. Với tư cách là một đặc vụ X-Men, tôi xin tuyên thệ sẽ dành thời gian và tâm huyết để cùng chung tay xây dựng cộng đồng X-Men, một dự án xóa mù ngữ cho người Việt tại Việt Nam. Cho đi là còn mãi, sẽ luôn cố gắng để lan tỏa những điều tích cực từ một dự án rất nhân văn như thế này. Xin trân trọng cảm ơn. Chào các bạn, tôi tên là Thanh Thủy, kế toán trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được tuyển chọn đặc vụ X-Men của chương trình xóa mù Anh ngữ. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình trau dồi bản thân, nâng cao trình độ tiếng Anh để đồng hành và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng trong việc xóa mù Anh ngữ cho người Việt Nam. Chào mọi người, mình là Hồ Văn Nho, Phó Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình. Mình vừa được đề cử vào vị trí đặc vụ X-Men. Mình xin cam kết sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để lan tỏa tinh thần xóa mù tiếng Anh cho cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác của đội ngũ X-Men. Xin cảm ơn. Em cam kết sẽ tham gia đào tạo và lan tỏa kiến thức với phương châm sống là cho đôi chỉ nhận riêng mình, đồng thời sẽ cố gắng để được chấp nhận trở thành X-Men chính thức. Em xin cảm ơn. Xin chào mọi người, tôi Phong Thủy làm việc tại Tổng Công ty Bảo hiểm VIP. Rất xúc động và vinh dự trở thành một đặc vụ tập sự của chương trình xóa mù Anh ngữ miễn phí. Bằng lời tuyên thệ này, tôi xin cam kết sẽ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trở thành một phiên bản tốt hơn, xứng đáng là đặc vụ thực hiện sứ mệnh cao cả xóa mù Anh ngữ cho người Việt.